Thưa quý vị và các bạn, đào tạo nghề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi thế, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vừa qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành và Tiểu Cần phối hợp với trường Trung cấp Âu Việt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp trung cấp khóa 18, niên khóa 2023-2025. Theo kế hoạch liên kết đào tạo, trường Trung cấp Âu Việt tuyển sinh 136 học sinh huyện Tiểu Cần, Châu Thành đã tốt nghiệp trung học cơ sở, tham gia học các lớp nghề, trong đó có 51 học sinh ngành tin học ứng dụng và 85 học sinh ngành điều dưỡng. Trong 3 năm học, 136 học sinh các lớp trung cấp khóa 18 sẽ học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, được giảng viên trường Trung cấp Âu Việt giảng dạy và định hướng sau tốt nghiệp. Trường sẽ liên kết với các công ty, doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho học sinh. Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Trịnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, thực hiện công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, học nghề là yêu cầu cần thiết và phù hợp hiện nay. Tham gia các lớp nghề sau tốt nghiệp, học sinh vừa được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, vừa được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ giáo dục thường xuyên. Học nghề sẽ ít tốn chi phí của gia đình, vừa giúp học sinh sớm tìm được việc làm, vừa có thu nhập ổn định. Đề nghị học sinh học tập nghiêm túc và hỗ trợ nhau học tốt. Các trung tâm giáo dục nghề, giáo dục thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để học sinh hoàn thành chương trình học tập, phối hợp gắn kết các công ty, doanh nghiệp tạo việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp. Từ đây đến cuối năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo tư vấn việc làm để giới thiệu việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh, quan tâm thực hiện công tác tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đúng theo quy định. Ngoài ra, Sở đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng, đào tạo cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin thuộc dự án 4, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Quảng Minh tổ chức hội thảo hướng nghiệp du học nghề tại Úc. Tham dự có hơn 1.000 học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu và học sinh được nghe đại diện Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Quảng Minh chia sẻ về chương trình du học nghề tại Úc. Tham gia chương trình, học viên sẽ được học chương trình cao đẳng nghề kép, đào tạo song song lý thuyết và thực hành. Các nhóm nghề đào tạo gồm thiết kế cầu đường, chế biến thực phẩm, nhà hàng khách sạn, cơ khí, kỹ thuật điện tử, mầm non, điều dưỡng. Bên cạnh đó, công ty còn giới thiệu về lộ trình tham gia du học nghề, hồ sơ xin visa, điều kiện sống khi du học tại Úc. Cam kết trách nhiệm nhằm tạo điều kiện tốt nhất, đảm bảo cho học viên tham gia chương trình đúng định hướng đề ra. Theo đó, học viên đã tốt nghiệp trung học phổ thông có độ tuổi từ 18 đến 28 tuổi, tham gia chương trình du học nghề, thực tập có hưởng lương tại Úc trong thời gian 2 đến 2 năm rưỡi. Học phí được tài trợ từ 40 đến 75% năm đầu tiên. Sau khi hoàn thành chương trình học, học viên có cơ hội ở lại làm việc tại Úc lâu dài với mức thu nhập từ 60.000 đô một năm trở lên. Để xác định mang đến những cái hướng đi cho người lao động ở trong địa phương, đặc biệt là tỉnh Trà Vinh của chúng ta. Với năng lực của chúng ta hiện tại, với cơ chế chính sách, với sự hỗ trợ từ chính quyền tỉnh của chúng ta, từ quý thầy cô của chúng ta, với chương trình mà các em được nghe, với những gì mà chúng ta có, đây có phải là cơ hội cho chúng ta hay không? Mà nếu nó không phải, thì đâu là cơ hội cho tương lai của chính mình? Chúng ta phải thực sự nghiêm túc. Nếu không thì các em sẽ rất dễ rơi vào cái con đường mà rất nhiều anh chị đi trước các em đang gặp phải. Đó là phải thất nghiệp, đó là phải làm trái ngành, ra trường rồi vẫn tham gia vào đội ngũ. Những cái lao động chân tay mà đúng ra chúng ta không cần phải đào tạo qua các cấp cao đẳng, đại học hay là cao hơn để phải làm những cái việc đó. Phát biểu tại hội thảo, ông Trịnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thông tin với các em học sinh về chính sách tín dụng hỗ trợ người lao động, học sinh sinh viên khi lao động, học tập ở nước ngoài theo nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Hùng cho biết thêm, du học nghề tại Úc là một trong những chương trình góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ cho tỉnh Trà Vinh, thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 19.000 lao động, trong đó 3.000 người được lao động nghề trình độ cao đẳng, đại học, có 900 lao động được đưa đi học tập, làm việc ở nước ngoài.
trên địa bàn tỉnh trà vinh chúng ta thì tỉnh ủy cũng đã ban hành cái chỉ thị số 08 về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đưa học sinh, sinh viên, thực tập sinh đi làm việc có thời hạn nước ngoài trong thời kỳ mới. Và hội đồng dân tỉnh cũng đã ban hành cái nghị quyết số 10 sinh viên và người lao động có nhu cầu đi học tập làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Và chính sách của trại chính chúng ta là một trong những chính sách tốt nhất của cả nước trong thời gian qua. Từ cái chính sách này mà trong nhiều năm qua, Trà Vinh của chúng ta đã đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt được nhiều kết quả đáng là trân trọng. Trừ những năm bị dịch bệnh từ năm 2020-21 là các cái thị trường đóng cửa, riêng năm 2022 cái chỉ tiêu hàng năm được tỉnh ủy, ủy ban giao là 900 em học sinh thực tập sinh đi làm việc có thời hạn nước ngoài, nhưng mà năm 2022 là Trà Vinh chúng ta có 915 em đã xuất cảnh. Theo kế hoạch, trong năm 2023, công ty cổ phần nhân lực quốc tế Hoàng Minh tuyển dụng du học nghề Úc hơn 1.500 học viên. Hướng tới, công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh triển khai chương trình này để đạt mục tiêu đưa 200 học viên xuất cảnh mỗi năm. Căn cứ Nghị định số 28 ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, thông tư số 28 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quyết định số 17 ngày 31 tháng 3 năm 2021 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Trà Vinh nêu rõ một số điểm mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp để người lao động hiểu rõ cụ thể như sau. Về hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau. Thứ nhất, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Thứ hai, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Đối với trường hợp giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với trường hợp giao kết hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Thứ ba, người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định. Thứ tư, người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Về hỗ trợ học nghề, điều kiện được hỗ trợ học nghề. Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc tại địa phương không phải là nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi làm việc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động có nhu cầu học nghề. Thời gian hỗ trợ học nghề, theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng. Mức hỗ trợ học nghề, đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 4 triệu 500 ngàn đồng một người một khóa đào tạo. Đối với người tham gia khóa học đào tạo trên 3 tháng, mức độ hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 1 triệu 500 ngàn đồng một người một tháng. Danh mục đào tạo nghề, chăm sóc da spa, chăm sóc móng, trang điểm thẩm mỹ, kỹ thuật pha chế đồ uống, điện công nghiệp, vận hành sửa chữa thiết bị lạnh và sửa chữa máy lạnh. Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển. Chuyên đề Việc làm dạy nghề của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.